Bây giờ mình sẽ khui hộp này ra để xem bên trong có gì nha mọi người. Nó có mã QR luôn nè. Này, bên trong nó sẽ có một túi. Giống như là túi dù á mọi người. Túi này rất là gọn, tiện, mình đem đi đâu cũng được hết. Hai bên giống nhau. Đây, có chữ Philip Avent. Mình sẽ mở ra. Nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn. Thì cuốn sách này có rất là nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Anh nè, tiếng Indo nè, đó, tiếng Việt, tiếng Thái Lan, tiếng Hàn Quốc, nhiều lắm mọi người. À, các bạn muốn coi tiếng nào cũng có chưa? Tiếp đến là hai cái bình hút. Bình, hai bình này là 125ml nha. Đây là cái phễu, trên này là phễu nè. Bên trong nó sẽ có một cái hộp nhỏ nữa. Và sẽ có hai cái nắp. Hai cái nắp để mình đựng nó, mình thay phiên. Các bạn sẽ có thể mua mấy cái bình size khác, kích cỡ khác, các bạn để vào hút cũng được, nhưng mà của Avent nha. Giống như là bình 260ml cũng được. Để mình thay đổi á. Tiếp đến là cái tóc sạc. Tóc sạc bằng dây sạc nha. Đây là cái ống để mình gắn vô cái bình để mình hút. Nó sẽ tặng cho các bạn một cặp giấy hút sữa, giấy thấm hút sữa. Cái này mình chỉ dùng một lần là mình bỏ nha, chứ mình không có xài lại được đâu. Xong hết rồi. Đó là một cái phiếu bảo hành của cửa hàng sẽ đưa cho các bạn. Bảo hành 2 năm, bảo hành phần thân máy thôi nha mọi người. Đây là toàn bộ sản phẩm bên trong hộp. Mình đã cho mọi người xem. Đây là bộ phận điều khiển của máy hút sữa nha. Máy này Nhung thấy rất là nhỏ gọn, chỉ vừa lòng bàn tay của Nhung luôn nè. Nó rất là nhẹ, nó cũng không có nặng đâu. Phần thân máy là một màu trắng đục rất là đẹp. Mình sẽ chiếu gần nha. Chữ của hãng là in chìm màu vàng đồng. Đằng sau là cái ký hiệu của máy. Ở phần dưới thân máy là hai cái lỗ để mình cắm vào kết nối với lại cái bình hút sữa đó mọi người. Ở đây là phần sạc pin. Thì trước khi sử dụng lần đầu tiên các bạn sạc nha. Thì mình đọc hướng dẫn sạc lần đầu là 4 tiếng. Nút này là nút nguồn tắt mở, tạm dừng luôn. Còn nút tiếp theo
Ở bên trái là chế độ massage, mình có 8 chế độ massage. Ở bên phải là cấp độ hút, mình có 16 cấp độ hút luôn nha. Còn ở đây là tăng giảm. Đó, nút tăng giảm. Giờ mình sẽ mở lên thử. Mình nhấn cỡ 3 giây là máy sẽ hiện lên. Ở đây là đang hiển thị chế độ massage nha. Mình hiển thị chế độ massage thứ 5 nè. Mình bấm lên thứ 6 nè, 7 nè, 8 nè, tối đa rồi. Mình thích nó nhẹ, nó lần đầu mình xài thì mình sẽ chỉnh 2-3 cũng được. Xong mình để cỡ mấy giây, nó sẽ hiện qua số phút. Thường thì massage cỡ 5 phút, 10 phút là được rồi. Đó. Sau khi hết massage đúng không, mình sẽ chuyển qua chế độ hút đi nè. Bấm một lần. Đây, cái hình giọt nước này là hình hiển thị chế độ hút nha. Thì mình muốn hút cỡ nào là tùy mọi người. 16 cấp độ hút. Đó. Hút cấp độ 16 thì nó sẽ nặng hơn. Đây, nhẹ nhẹ nè. Đó. Xong mình sẽ để yên, nó sẽ hiện qua cái hiển thị số phút nha. Thì phút thì hút thì nó sẽ hút khoảng 30 phút cho các bạn, là máy sẽ tự ngưng. Đó. Mình để xa cho các bạn nghe, cái tiếng cũng không ồn lắm. Ở hai cái cục tròn tròn này á là hiển thị pin các bạn được sạc đầy hay không á. Đó. Với lại máy này sẽ có luôn chức năng mà lần trước các bạn hút với lại các bạn massage đó, thì các bạn không cần phải chỉnh nữa. Giống như lần sau mình xài, mình sẽ bấm nút mở này nè là mình xài thôi, mình khỏi phải điều chỉnh gì hết trơn. Đấy, máy của Nhung sắp hết pin rồi nên nó sẽ hiển thị còn một cục nè. Mình tắt thì mình sẽ ấn nhẹ vô cỡ 2-3 giây là nó tắt à. Đó. Đây là bình sữa và cái phễu hút đây mọi người. Thì cái phần này là cái phần nắp đậy cái phễu lại á, cái miếng đệm silicone á. Thì nắp này á là mình đậy lại như vậy nè, rất là vệ sinh sạch sẽ luôn. Trước khi hút và sau khi hút thì các bạn sẽ đậy lại như vậy để không có bụi bẩn bám vô. Đây là miếng đệm silicone. Thì mình nghe các bạn tư vấn nói miếng đệm này á phù hợp với các kích thước đầu tiên lên đến 30mm lận nha. Nên là các bạn đừng sợ là không vừa. Ở đây là cái nắp silicone. Thì mình sẽ gắn với cái dây. Để xíu mình gắn cho mọi người xem. Gắn cái dây rồi cái dây đó sẽ liên kết với lại cái máy để mà mình hút. Đây là cái màng silicone nè. Còn phần này là phần phễu để mình hút. Ở dưới này là có cái van á. Khi mà các bạn hút á, các bạn sẽ phải đẩy cái này sát vô nha. Khít vô luôn. Đây. Mình kiểm tra coi nó có đồ khổ không. Khoan để mình nói cho bạn nghe. Ở đây là có cái nắp nè. Thí dụ mà mình hút sữa xong á, mình sẽ lấy cái bình sữa này ra, mình sẽ đẩy cái nắp này lại. Xong mình bỏ vào tủ lạnh. Mình bỏ vào ngăn mát hay là ngăn đông thì tùy mọi người. Rất là tiện. Xong rồi các bạn có thể lấy cái bình khác 260ml hay 330ml của Aven á, gắn vào mình hút. Rồi tiếp theo thứ tự như vậy. Cái này các bạn sẽ ấn sát xuống như vậy nha, để cho nó khít hút nó mới có hiệu quả được. Ráp phần sữa silicone vô. Rồi. Xong. À, cái dây hút thì là như vậy nè. Có hai cụm dây
mình sẽ ráp gắn vô. Cái này sẽ gắn sát vô nha. Đó. Còn một đầu á các bạn sẽ cắm vô đây. Các bạn làm hai bình tương tự như vậy, xong rồi các bạn sẽ mở máy lên và các bạn hút bình thường. Sau khi các bạn hút xong á, thì các bạn sẽ tháo ra. Mình sẽ không vệ sinh cái dây này nha. Mình sẽ không tiệt trùng, không rửa, không đụng vào nước luôn. Mình sẽ chỉ rửa các phần như vậy thôi. Mình rửa sạch xà bông xong rồi mình bỏ vào máy tiệt trùng. Hoặc là các bạn có thể tiệt trùng theo cách thông thường là dùng nước sôi, xong mình để các bạn phơi khô. Nếu mà các bạn có máy tiệt trùng thì nó sẽ tiện hơn, rất là nhanh. Sau khi tiệt trùng xong á, mình sẽ vệ sinh xong sạch sẽ, sẽ đậy lại như vậy nè, để bụi bẩn nó sẽ không bám được cái phễu.